năm 2022 Phật lịch 2566, môn học thắng pháp. Phổ thông thắng pháp tập yếu Abhidhammatha Sanggaha 8 và 9, tâm quả vô nhân, do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa minh hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Thánh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được cát tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con xin phép được đọc tánh văn ngày hôm nay. Dạ con tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa đã được đại tri cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay, môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu Abhidhammatha Sanggaha 8 và 9, tâm quả vô nhân. A. Ngũ quan hay ngũ song thức. Trong ngôn ngữ phổ thông, ngũ quan gồm có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Trong thắng pháp Abhidhamma được viết với tên gọi ngũ song thức, nghĩa là cặp là năm cặp thức: cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, gọi là cặp vì mỗi giác quan có hai tâm biết cảnh tốt, hai biết cảnh xấu. Như tâm nhãn thức có hai là nhãn thức quả thiện, thấy cảnh sắc tốt, và tâm nhãn thức quả bất thiện, thấy cảnh sắc xấu. Bốn giác quan còn lại cũng có cặp như vậy. Điểm thú vị cần ghi nhớ ở đây là theo thắng pháp Abhidhamma, tâm ngũ quan không có phân định, xử lý cảnh hay dựa trên định kiến để xác định cảnh tốt hay xấu, mà hoàn toàn là thứ tâm quả sanh lên do nghiệp. Để hiểu điều trên nên nhận rõ điểm này, các tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức biết các cảnh sắc, thinh khí vị xúc trong hình thái sơ đẳng nhất. Thí dụ như tâm nhãn thức chỉ nhận biết đường nét vuông tròn hai màu sắc xanh đỏ vàng trắng, chứ không phân biệt đây là tranh physical hay cảnh trí sơn thủy hữu tình. Tất cả những phân biệt định đoán nhồi nặng phản ứng đối với cảnh thuộc các tâm xử lý chavana. Vì tính cách tương đối mùi lược của tâm ngũ quan nên bốn cặp đầu, cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức đều thọ xả. Riêng cặp thân thức thì có hai: thân thức thọ khổ, tâm quả bất thiện, và tâm thức thọ lạc, tâm quả thiện.
Mười tâm ngũ quan đóng vai trò tương đối đơn giản trong tiến trình tâm thức, nhưng lại là sự ghi nhận năm cảnh sắc thinh khí vị xúc trong trạng thái uyên nguyên và trung thực nhất, nên có ảnh hưởng quan trọng đối với chúng sanh trên cả ba phương diện nghiệp quả và phiền não. Mặc dù mười tâm ngũ quan là việc có tính cách máy móc cơ năng, nhưng ngay ở những tâm này là sự thể hiện của quả nghiệp tốt xấu. Trong mỗi tiến trình tâm đều có cả ba thứ tâm nhân quả, không nhân cũng không quả. Mười tâm ngũ quả quan thuộc tâm quả, mười tâm ngũ quan thuộc tâm quả. Trong cách nói đại loại thì quả của nghiệp có thi pha trộn giữa quả thiện và bất thiện. Thí dụ một người khổ thì nhiều tiền vì quá đẹp hay quá tài quá. Nhưng trong cách trình bày vĩ mô của thắng pháp thì quả thiện là quả thiện, quả bất thiện là quả bất thiện, phân định rõ ràng. Cách gọi năm giác quan là thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác, tương đồng với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nhưng không hoàn toàn tương đồng với thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Trong ý nghĩa năng động hay tìm kiếm, ở đây chỉ đơn thuần là biết cảnh. Khi nói về ngũ dục, thường nêu năm cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Như khi nói về năm cảnh của ngũ quan thì là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Hương chỉ cho mùi thơm, trong lúc khí cho tất cả mùi khứ giác nhận biết. Tuy năm ngũ quan chiếm phần tương đối ít trong đồ biểu về tâm của thắng pháp, nhưng không phải vì vậy mà không quan trọng. Năm giác quan này có ảnh hưởng sâu xa đối với đời sống, khuynh hướng, cảm thọ, ái nhiễm, hạnh nghiệp và cảnh giới thọ sanh. Những ảnh hưởng lớn này đều được nhấn mạnh trong cả ba tạng. Phần lớn cuộc sống với những lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, vân vân đều xây dựng trên cơ sở của ngũ quan. Thí dụ thời trang để thỏa mãn thị giác, âm nhạc thỏa mãn thính giác, kỹ nghệ nước hoa để thỏa mãn khứ giác, ẩm thực thỏa mãn vị giác, giường nệm bàn ghế cho xúc giác vân vân. Bài còn tiếp, chúng có Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được hòa thượng giác đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng giác đẳng từ bi giảng nhập giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính chân mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy Giáo, kính đại lễ hòa thượng từ sức đại lễ hiệu tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về quả vô nhân. Trên phương diện trình bày theo quyển Thắng Pháp Tập Yếu Abhidhamma Kassangaha
của ngài Aniruddha. Thì thưa quý vị, những điều này tương đối đơn giản, nhưng mà vì sự đơn giản ở trong cái chánh văn đó, đó là khiến cho chúng tôi luôn băn khoăn là một số Phật tử sẽ học lướt qua và không chú ý về ngũ sông thức, và kể cả mười tám tâm vô nhân hay là 15 tâm quả vô nhân. Đối với một người học về tâm, học về danh pháp thì 18 tâm vô nhân đặc biệt quan trọng, mặc dù không có hấp dẫn như khi chúng ta học về tâm bất thiện hay là tâm dục giới tình hảo chẳng hạn. Nói như vậy thì có vẻ như là mình muốn nhấn mạnh một cách quá đáng một thứ gì đó, nhưng mà chúng ta khoan nghĩ là nó quá đáng. Nếu chúng ta để ý vào kinh tạng Pali, chúng ta để ý vào những cái môn học nói về đời sống, và kể cả vị nào mà có cái tâm ưa thích nghiên cứu luận tạng Phật giáo Pháp Truyền, thì chúng ta vẫn nghe cách trình bày về sáu thức: nhãn thức, nhị thức, tiệt đị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nó trở nên một cái cách nói đặc biệt phổ thông. Mà chính trong kinh tạng Đức Phật này cũng dạy nhiều ví dụ như nói về sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Ví dụ như nói về thu thúc lục căn, hay là nói về năm dục hướng dưỡng chẳng hạn, thì chúng ta nghe những điều đó đều liên hệ đến năm cái thức mà chúng ta đặc biệt chú trọng trong bài học ngày hôm nay. Đó là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm thức này là năm cái cơ sở để nói về dục giới. Năm cái thức này là nói lên nhiều cái hệ lụy trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như Đức Phật dạy rằng chính sắc thinh hương vị xúc, đó là năm dục trưởng dưỡng, tức là năm pháp làm cho tăng trưởng dục ái, và chính vì vậy dẫn đến cái đau khổ của đời sống. Và thưa quý vị, đây cũng là những điều mà nó làm cho chúng ta có một cái nhìn tương đối là đối lập với ở trong kinh điển. Chúng ta dùng chữ đối lập ở đây nghe nó hơi nặng, nhưng mà phần đông á thì chúng ta tin rằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm á, là cái dấu hiệu của một đời sống đầy đủ, sung mãn. Thậm chí ở trong kinh á cũng nói đến một cái người xuất gia cần có ngũ quan đầy đủ, hay là một giả là một người sanh ra đời mà có ngũ quan lành lặn thì tốt. Và cái việc mà mắt mờ, tai đứt, điếc, nó là sự suy thoái của ngũ quan và do cái lão hóa hay do bệnh tật mà ra. Và trong cái nhìn của tất cả chúng ta thì chính mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đó là những điều mà chúng ta quan niệm là được chứ không phải là bị. Chúng ta quan niệm đó là nói lên một cái sự sống thật sự. Và ở đoạn sau của bài học kia hôm nay, chúng tôi cũng mới nhắc là chính những gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đó, nó tạo nên những cái nét rất là nổi bật của thế giới, của văn hóa, của cái sự tồn tại của loài người nói riêng và của tất cả chúng sinh nói chung. Ở trong thế giới loài người của chúng ta, thí dụ như âm nhạc,
nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Là âm nhạc thuộc về cảnh thinh, hay là nếu chúng ta nói về thời trang và quần áo kiểu này kiểu kia, nhà cửa đẹp xấu, hay là bao nhiêu hoa cỏ kỳ hoa dị thảo trồng ở công viên, v.v. thì những thứ đó đều liên hệ đến con mắt, gọi là thị giác của chúng ta hết. Nếu chúng ta nhìn thật kỹ thì dù là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ví dụ chưa tới vị giác là ẩm thực, vị giác là một cái nền văn hóa ẩm thực liên quan đến vị của chúng ta, cái này ăn ngon, cái kia dở, nó tạo nên một cái mảng lớn ở trong nền văn hóa của nhân loại. Thì như vậy chúng ta không thể không nói đến năm cái giác quan. Từ cuộc sống ở ngoài cho đến sự tu tập. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta đến ngũ song thức hay là năm cặp thức thì chúng ta lại có một cái dịp nhìn năm cặp thức này trong một cái góc cạnh Phật học, và nói cách khác là từ cái góc nhìn của Thắng Pháp. Và nếu nó rõ hơn là chúng ta đang bàn vào thế giới vị một. Thế giới vị một ở đây có nghĩa là khi đào sâu vào những điểm này, đưa chúng ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong cái nhìn về năm cặp thức này. Thì thưa quý vị, trong cái bản chánh kinh của nguyên tác Abhidhamma Thassanagha, và cũng là một cái sự trình bày thường thấy ở trong chánh tạng Thắng Pháp, ở trong Thắng Pháp Tạng đó, thì chúng ta thấy liệt kê hai cái vế. Vế đầu, bài kệ đầu mà quý vị đọc kỹ lời chánh kinh đó, thì gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân, và cái bài vế sau là để 8 tâm quả bất thiện vô nhân. Thì cái trình bày này dựa lên trên một cái nguyên lý rất là căn bản, đó là đây là những tâm quả tạo ra bởi nghiệp quá khứ, và nghiệp thì có nghiệp tốt và nghiệp xấu. Và khi nó tạo ra nghiệp tốt và xấu thì quả nó có quả tốt và quả xấu. Thì có nhãn thức quả bất thiện, nhãn thức quả thiện, ý thức quả bất thiện, ý thức quả thiện, v.v. Tuy nhiên nếu chúng ta đi xa hơn trong những chỗ khác thì quý Phật tử sẽ nghe rất nhiều về cái cụm từ ngũ song thức hay là năm cặp thức. Và ngũ song thức là một cái từ mà do Ngài Tịnh Sự Ngài dịch. Và đối với ngũ song thức á, thì thưa quý vị, có rất nhiều chỗ mà chúng ta dùng nói đến ngũ song thức. Do vậy chúng tôi thay vì giảng riêng 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 7 tâm vô nhân quả bất thiện riêng, 7 tâm vô nhân quả thiện riêng, thì chúng tôi nhắc lại để nói về ngũ song thức trước, rồi chúng ta mới nói về 2 tâm tiếp nhận và 2 tâm quan sát. Đó là cái mà quý vị thấy chúng tôi muốn thay đổi một chút để như vậy nó dễ hiểu, dễ nghe hơn. Bây giờ mình nói về ngũ song thức. Ngũ song thức ở đây đó là năm cặp thức. Tại sao gọi là cặp? Là bởi vì trong Thắng Pháp Tạng, năm cặp thức này luôn luôn cái luôn luôn gạch dưới đó là quả của nghiệp quá khứ. Cho dù là một người phàm, cho dù một chúng sanh sống trong địa ngục, cho dù một vị phàm thiên, cho dù các vị thánh hữu học hay các bậc A-la-hán và ngay cả Đức Phật, thì thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều sanh khởi do nghiệp quá khứ. Và những điều này gọi là tâm quả. Thì như vậy, vai trò của nghiệp chi phối trong quá khứ, nó lại là một cái gì rất là
sâu sắc, rất là sâu xa. Từ một cái cảnh tượng rất đẹp, hoa sa la nở ra thơm ngát và rơi xuống trên thân của Đức Thế Tôn ở tại công viên của Sư Ma La, cho đến cái giây phút mà Đức Thế Tôn cảm thấy khát nước, ngài cần nước ở bên dòng sông trước khi đến Kusara, trước khi đến công viên của Vua Ma La, cho đến một vài cái cảm thọ đau trong người của Đức Thế Tôn, cho đến hình ảnh của chư thiên bao vây quanh Đức Thế Tôn, những gì mà liên quan đến thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác của Đức Thế Tôn ngay lúc đó đều là sự chiêu cảm, đều là sự thể hiện của nghiệp quả, của nghiệp đã tạo tác trong nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ. Chúng ta nghe về điều này đó thì nó có phần hơi khác biệt, phần hơi khác biệt đối với một cái quan niệm rất là phổ cập của Phật giáo Đại Thừa, là hầu hết hay tất cả những gì mà Đức Thế Tôn ngài trải nghiệm qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đó đều sự thị hiện. Thị hiện ở đây tức là sự hiển hóa của Đức Phật bày ra như vậy do cái ý riêng của ngài, chứ không phải là do cái nghiệp trong quá khứ. Nhưng mà Thánh Pháp thì nêu rất rõ là sự hoạt động của năm giác quan nó hoàn toàn do nghiệp quá khứ. Chính vì vậy nó tạo nên một cái bối cảnh mà chúng ta gọi là cái giai tầng của xã hội, cái mức độ của cuộc sống, cùng sống trong một thành phố, cùng sống trong một gia đình, cùng sống trong một quốc gia, nhưng mà hai người có nghiệp khác nhau, thì thưa quý vị, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của họ đó, nó có khác nhau. Chúng tôi thấy tương tự như vậy là chúng tôi đang sống trong ngôi chùa Pháp Luân. Ngôi chùa Pháp Luân, buổi sáng sớm chúng tôi đi bộ từ phía trước ra phía sau, chúng tôi nhìn thấy tượng Phật lộ thiên, nhìn thấy chánh điện, nhìn thấy Phật cảnh, nhìn thấy sát ra lợi, vân vân. Cái cảm nhận của chúng tôi, tuy rằng trong một ngôi chùa đó nó có thể khác với một vị sư hay là một sư cô cũng sống trong ngôi chùa, cũng chừng cảnh đó, cũng chừng cảnh đó, nhưng mà vị đó với chúng tôi có thể là thấy hai cái trạng thái khác nhau. Trạng thái gì? Trạng thái có thể là chúng tôi nhìn những điều đó đó là những cái cảnh đó rất là thiền vị, những cảnh yên tĩnh là cảnh mà rất là hoan hỷ. Nhưng mà cũng có những vị có thể cảm nhận rằng đó là cảnh rất là buồn, đầy vắng quá. Chúng tôi đã từng nghe một vị sư ở trong chùa than là buồn, bị đúng buồn. Mình cũng chùa, cũng đến chùa, cũng Phật cảnh, cũng chánh điện, cũng đường đi, nhưng mà có nhiều vị xem cảnh buồn. Và có vị khác thì nhìn là do thấy cái cảnh nó đẹp. Chúng tôi phải thú thật một điều rằng đã sống, đã đi ở nhiều nơi, mỗi lần về chùa đó mà đi bộ từ trước ra sau hay chung quanh Phật cảnh, chúng tôi cảm thấy tâm hồn rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ cái quan niệm bình thường của chúng ta là cùng một quan cảnh, một cái đối tượng đập vào mắt, nhưng mà một người thấy là đẹp, người thấy không đẹp, người thấy cảnh tốt, người thấy cảnh không tốt đó, thì đối với chúng ta là đến từ cái nhìn chủ quan. Đối với phần đông chúng ta đó, nghĩ là nó đến từ cái nhìn chủ quan. Cái nhìn chủ quan này là
Và ví dụ như chúng tôi nhìn thấy cái màu hoa tím của cây hương nhu sau Phật cảnh, mình nhìn thấy đẹp. Nhưng mà có những người rất ghét màu hoa tím, không thiện cảm với cây hương nhu, thì nhìn thấy cây hương nhu nó rất là chướng mắt. Thì cái một cái cây đẹp và cây xấu đó, họ cho rằng cái đó đó thuộc về cái nhìn chủ quan. Dạ. Họ cho rằng thế giới khách quan giống nhau, nhưng do cái nhìn chủ quan đó, do cái ý kiến là nó khác nhau. Nhưng mà đây chỉ là một quan niệm. Nếu nói theo cái đẹp sơ khởi không đến từ cái nhìn chủ quan, mà cái đẹp sơ khởi đó, đẹp và xấu đến từ sự chiêu cảm của nghiệp trong quá khứ. Dạ. Nghiệp trong quá khứ. Tại sao chúng ta hiểu về điều này? Là nghiệp trong quá khứ. Bây giờ mình lấy một ví dụ là theo trong Thánh Pháp Tạng, để con mắt thể thấy cảnh sắc, thì nó có những cái điều kiện cần có. Một là có cảnh sắc, hai là có nhãn căn, ba là có ánh sáng, và bốn là có sự chú ý. Bây giờ chúng ta nói về có cảnh sắc, có nhãn căn, thì thứ gì ngay trong cái nhãn căn và ngay trong cảnh sắc đó, nó đã có một cái chi phối nhất định của nghiệp quá khứ. Tại sao mình nói như vậy? Con mắt là một thứ sắc nghiệp, thần kinh nhãn là một sắc nghiệp. Chúng ta sanh ra đời do nghiệp quá khứ, thì chúng ta sanh là một chủng loại như vậy. Và cái chủng loại như vậy thì có các căn như vậy. Cái đó chúng ta gọi là thức duyên danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Cũng thời nếm vị, mà có những thứ loài người thấy gớm ghiếc, thấy ghê, nhưng mà con chó thì thấy ngon, là do cái chủng loại nó tạo nên cái vị giác, nó tạo nên cái gọi là thiệt căn. Cũng thời cái mùi đó, con người thấy thơm, nhưng mà chư thiên thấy rất là hôi. Dạ, chư thiên thấy rất là hôi. Bởi vì sao? Bởi vì do cái nghiệp quá khứ. Cái nghiệp đó tạo nên các căn. Thật ra, đối với người bình thường, và trong cái quan niệm bình thường đó, thì cho rằng cái đẹp và cái xấu đó, nó đến từ cái nhìn chủ quan. Nhưng mà theo Thắng Pháp Tạng, thì cái cảnh đẹp và cảnh xấu nó đến hoàn toàn từ sự chi phối của nghiệp trong quá khứ. Mình mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc lạc, đều là do nghiệp thiện trong quá khứ. Trái lại đó, thì là do nghiệp bất thiện. Dĩ nhiên là có nhiều khi chúng ta không có quan trọng điều này. Dạ, mình lái xe ở thành phố, đi ngang những công viên đẹp, mình thấy có gì đâu gọi là quả thiện. Mình đứng trên bãi biển, nhìn thấy nước trong bãi cát trắng đập vào bờ, có gì đâu gọi là quả thiện. Mình ra phi trường, thấy một cái kiến trúc to lớn, ở trong đó có những lối đi rất là sang trọng đẹp đẽ, thì hàng triệu người hưởng dụng, mà có cái gì đâu mà quả gọi là quả thiện. Nhưng mà kỳ thực trên thực tế, tất cả những cái đẹp, cái tốt, cái thoải mái, cái dễ chịu mà do thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác mang lại chúng ta trong đời sống hàng ngày, nó đều là chiêu cảm của cái nghiệp trong quá khứ, nó đều là quả của nghiệp trong quá khứ. Nói cách khác là quý vị đặt lưng xuống cái nệm êm, đặt lưng xuống cái giường sạch, xỏ đôi dép, đôi dép mang vừa chân, uống một ly cà phê thơm, những điều đó đều là
một cái sự thể hiện của cái gì? Của cái nghiệp lành ở trong quá khứ. Chúng ta không có nghiệp thiện trong quá khứ, chúng ta không có điều đó. Dạ. Dĩ nhiên là người bình thường nói, ô cái chuyện đó bình thường đâu có gì đâu, tôi ra phi trường thấy phi trường đẹp đâu có gì đâu mà gọi là quả thiện. Lái xe một con đường bằng phẳng đâu có gì gọi là quả thiện. Đi ngắm cái sân chùa thấy hoa nở thấy đẹp đâu có gì quả thiện. Nhưng mà gì, tất cả đều là quả thiện. Nên chúng ta nên đặc biệt nhớ rằng nói đến năm giác quan thì giác thính giác thọ giác xúc giác thì thắng pháp đặc biệt nhấn mạnh nó chỉ có một trong hai trường hợp thôi. Một á, là quả thiện, hai là quả bất thiện. Quả thiện là cảnh tốt và quả bất thiện cảnh xấu. Trong ba bài học nữa đó, ở đoạn cuối của 18 tâm vô nhân đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một chi tiết gọi là cái diễn trình của tâm thức. Ở trong diễn trình tâm thức đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng từ một cái tiềm thức hữu phần mà nó chuyển sang cái hoạt thức thì ngũ sung thức sanh trước và những cái tâm gọi là tâm xử lý sanh sau. Trước khi tâm xử lý sanh khởi đó thì cái ngũ sung thức đó, nó đã có một sự xác lập, đây là quả thiện, đây là quả bất thiện. Hôm nay chúng ta chưa học điều này, nhưng mà đến lúc đó thì chúng ta sẽ thấy. Về điểm đó thì chúng tôi muốn quý vị đặc biệt lưu ý là trong năm cái cặp thức gọi là ngũ sung thức đó, thì nó đã có quả thiện và bất thiện. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý về điểm này. Bây giờ nói từ cái điểm này thì chúng ta lại có một điểm khác rất là ngạc nhiên. Đó là mặc dù năm cái thức này nó là quả của thiện và bất thiện, nó tạo cho chúng ta một thế giới hoàn toàn khác về đời sống. Nhưng mà những cái thức này nó lại nhận biết cảnh ở cái mức độ sơ khai nhất. Quý vị nghe rất là mâu thuẫn nha. Mình thấy rằng ở trong cuộc sống người vô phúc và người hữu phước đó, nó là cả hai cái thế giới đầy tinh tế lắm. Như chúng ta nói là một người không có thích thành phố, mà ở thành phố thì họ cảm thấy ôi cha sao mà nó khó chịu, nó mệt mỏi, mà họ về miền quê họ cảm thấy hạnh phúc. Và một người mà họ quen miền quê, họ họ quen với thành thị, mà họ về miền quê họ cảm thấy miền quê trống vắng, cô liêu, cô tịch, họ cảm thấy chán quá. Thì mình thấy rằng giữa cái gọi là quả thiện và quả bất thiện, giữa cái mình thích và không thích đó, nó lớn dường lắm, chứ đâu có thể gọi là sơ khai được. Nhưng mà điều này không phải có trong Thắng Pháp. Thắng Pháp là nói chúng ta một chuyện là tâm quả bất thiện và tâm quả thiện, mặc dù nó là một cái sự xác lập là quả của nghiệp quá khứ, và chính ngay giờ phút đó nó đã có tốt có xấu rồi. Mặc dù như vậy nhưng mà nó sơ khai lắm. Sơ khai là thế nào? Chúng tôi nói nhiều lần đó là chúng ta nhìn thấy bằng con mắt á, thì mình biết về đây là vuông, đây là tròn, đây là trắng, đây là đen, đây là màu này màu kia, chứ không có phân biệt đến mức độ là đây là tranh thủy mặc, đây là tranh Picasso, đây là hoa sen, đây là hoa quệ, đây là một cái di tích lịch sử, đây là một cái phiến đá tầm thường, vân vân. Cái chuyện mà phân định rõ như vậy đó, nó phải đi sâu vào cái tâm xử lý. Chúng ta sẽ nghe một sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn tại sao? Vì nó là đã biết cảnh tốt cảnh xấu rồi, mà tại sao nó lại mụi lược? Nếu mụi lược thì lấy gì tốt cái xấu? Đây là điểm rất là thú vị.
Thưa quý vị cho chúng tôi một chút nha. Tại vì chúng tôi đang đang cần một cái việc ra địa chỉ cho người ta làm việc. Cuối tuần này có cái lễ tụng kinh đó, có cái lễ ăn vị Phật, tượng Phật ở thành ra, người ta đến sẽ cần chúng tôi ra chỉ cho họ công việc một xíu. Cái bạch hòa thượng đời sư, không biết hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng đời sư có ở trước máy, xin hòa thượng Quang Hỷ giảng cho bài học khoảng chừng 15 phút nữa, sư đệ sẽ trở lại. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Nhưng như hòa thượng đời sư không có ở trước máy. Thượng tọa pháp tôi nghe, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Xin hỏi thầy tổ học tân, thầy tổ có nghe được không? Dạ, thầy tổ học tân Quang Hỷ giúp giảng cho khoảng 15 phút thầy tổ, rồi sẽ trở lại tiếp tục bài học hôm nay. Kính thưa thầy tổ. Dạ, Nam Mô Bụt Thái Giả, Nam Mô Thâm Mai Giả, Nam Mô Sân Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tự Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thư Tòa Minh Hành Định Tự Tri để được tiện đức cùng Chư Tăng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Hôm nay học về Thắng Pháp. Đang nói ở trong cái những cái tâm quả vô nhân. Nãy giờ chúng tôi nghe Hòa Thượng Giác Đẳng giảng về những cái tâm quả vô nhân. Sự thật ra đó thì bản thân của những cái tâm này đó, tâm quả vô nhân thì nó có 15 tâm quả vô nhân. Nếu mà nói là tâm vô nhân không á, thì nó là 18 tâm. Tại vì ở đây đó là ngay cả các cái căn của chúng ta. Nãy chúng ta nghe Hòa Thượng Giác Đẳng nói về ngũ song thức, tức là năm cặp, tức là một cặp nhãn thức, một cặp nhĩ thức, một cặp tỷ thức, một cặp thiệt thức và một cặp thân thức. Như vậy thì nó có năm cặp như vậy, gọi chung đó là ngũ song thức. Thì mắt chúng ta có thể nhìn thấy cái cảnh tốt, nhưng mà cũng có thể là nhìn thấy cái cảnh xấu. Thí dụ như chúng ta gặp cái mắt chúng ta nhìn thấy cái bông hoa đẹp, hay là một cái hình ảnh gì đó, hay cảnh sắc gì đó nó đẹp, nhưng mà mắt chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái cảnh nó xấu. Ví dụ như chúng ta nhìn vào một cái đống rác nhớp nhơ, hay chúng ta nhìn vào một cái đống phân, hay là chúng ta nhìn vào ở trong một cái đống thịt bầy nhầy, vân vân. Đó là những cái cảnh gọi là cảnh không đẹp, không tốt. Tai chúng ta cũng vậy, nghe âm thanh á thì có những cái âm thanh nó vu vơ, nó trầm bổng, như nhạc, như đàn, như trống, như kèn, tiếng sáo, tiếng tiêu, vân vân, hay tiếng khen ngợi của người khác. Nhưng mà có những cái âm thanh đó, nó cũng rất là chát chúa, nghe khó nghe. Ví dụ như tiếng nổ lớn, hay là cái tiếng gian giọng vì một cái âm thanh gì đó nó lớn, hay hoặc là một cái lời chê, một cái tiếng chê của người khác cho mình, thì cái âm thanh của chúng ta nó cũng nghe như vậy. Mũi chúng ta cũng tương tự, chúng ta có thể ngửi mùi thơm, nhưng chúng ta cũng có thể ngửi mùi thối. Mùi thơm của nước hoa, hay mùi thơm của bông hoa, hay mùi thơm của một bất cứ một cái gì. Nhưng mà mũi chúng ta cũng có thể ngửi mùi thối. Cho nên trong Di Diệu Tạng gọi đó là cảnh khí, chứ không gọi đó là cảnh ngương.
hương nó thường thường là nói đến cái hương thơm, chứ cũng không ai nói hương thúi. Cho nên mũi chúng ta cũng vậy, ngửi mùi thơm và mùi thúi. Lưỡi chúng ta nếm được cái hương vị của thức ăn, thức uống, đó là ngọt, bùi, béo, hay hoặc là chua, chát, đắng, cay. Thì cái lưỡi chúng ta cũng vậy. Thân chúng ta thì cũng xúc chạm cảnh im ỉ, im dịu, nhưng mà cũng có sự xúc chạm, sự thô ráp, sự cứng cỏi, hay sự nóng hoặc là sự lạnh, nó làm cho chúng ta khó chịu. Do như vậy cho nên được gọi là cặp ngũ song thức. Mà vốn là gọi là tâm vô nhân, vì bản thân của đó, những cái tâm này sanh khởi lên. Chúng ta biết tâm vô nhân thì có đến 18 tâm, bao gồm nhãn thức, thọ xả, quả bất thiện, nhĩ thức, thọ xả, quả bất thiện, thiệt thức, thọ xả, quả bất thiện, tỷ thức, thọ xả, quả bất thiện, thân thức, thọ xả, quả bất thiện, đấy, tiếp thâu thọ xả, quả bất thiện, và quan sát thọ xả, quả bất thiện. Nó có 7 tâm quả vô nhân bất thiện. Những cái tâm mà được gọi là tâm vô nhân ấy, thì bản thân của nó sanh ấy, thì nó không có nhân. Thường đấy, khi chúng ta học đến phần nhân ấy, thì có 6 nhân, tức là 3 nhân bất thiện và 3 nhân thiện. 3 nhân bất thiện ấy, đó là tham, sân và si. Và 3 nhân thiện đó là vô tham, vô sân và vô si. Những cái tâm sanh, những cái tâm này sanh khởi này, thì bản thân của nó không có nhân nào hết, cho nên được gọi là tâm vô nhân. Nó cũng chỉ là những cái hệ quả của đời sống. Khi chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có sự tiếp xúc, các cái căn cảnh, nhưng mà tâm của nó giống những tâm này, nó không có nhân. Nó khác với những cái tâm quả hữu nhân. Tâm quả hữu nhân là những tâm gì gọi là tâm quả hữu nhân? Thí dụ như 8 tâm đại quả, đó là tâm quả hữu nhân. Hay hoặc là 9 quả đáo đại, đó là những cái tâm quả hữu nhân. Những cái tâm quả hữu nhân này đó là những tâm phần lớn, là những tâm cho cái sự tục sinh. Nó là những cái tâm gọi là cho cái sự tục sinh, tức là quả mà chúng ta tái sinh, tái sinh. Tuy nhiên thì có 2 cái tâm quan sát cũng là tâm vô nhân, đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, hay là tâm quan sát thọ xả quả thiện, tức là thấy cảnh tốt, bắt cảnh tốt, hay là kiểm tra lại những cái cảnh tốt, cảnh xấu. Cũng 2 cái tâm đó, nhưng mà 2 tâm đó cũng là tâm vô nhân, nhưng mà nó đưa đến cái quả tái sanh. Nó là cái tâm quả. Do vậy cho nên là gọi là 19 tâm quả tái tục hay tâm quả tái sanh. Khi nói đến tâm vô nhân thì khi nói đến cái tâm vô nhân thì có 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân. Như chúng tôi đã thưa khi nãy, đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ xả quả thân thức thọ khổ quả bất thiện, và tiếp thâu thọ xả quả bất thiện, quan sát thọ xả quả bất thiện. Bây giờ trong khi á, là cái tâm mà được gọi là tâm quả thiện vô nhân ấy, thì nó có tới 8 tâm, nó cộng thêm một cái tâm gọi là tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Chúng ta thấy cái hình ảnh là màu đỏ trong bảng nghiêu, vì cái cảnh nó tốt thì nó có những cái trạng thái tâm là vui mừng, cái trạng thái tâm mà rạo rực trong một cái sự vui mừng. Do vậy là nó thêm có một cái tâm quả
gọi là quả thiện, tâm quan sát quả thiện, thọ hỷ quả thiện vô nhân. Như vậy thì khi nói đến tâm vô nhân ấy, là những tâm phần lớn là những cái tâm mà làm việc theo cái hoạt động tự nhiên trong các cái cơ quan của mình, trong các cái cơ quan của mình, tức là hoạt động một cách máy móc, tức là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị và thân xúc chạm, cho nên là nó có cái sự tiếp nhận hay là tiếp thu, tức là tiếp nhận lấy cái cảnh đó rồi nó kiểm tra lại những cái cảnh đó, tức là quan sát, kiểm tra lại cái cảnh đó như thế nào, thì từ đó là một loạt trình tâm, tâm của chúng ta nó sẽ sanh khởi. Chúng ta thấy rằng là mắt chúng ta hay là tai chúng ta, mũi chúng ta, lưỡi, thân xúc chạm thì nó có thể bắt cái cảnh tốt, nhưng mà cũng có thể là nó bắt cảnh xấu. Nhưng mà rồi từ đó cái phản ứng của từ nội tâm, cái lộ trình tâm của chúng ta nó sanh khởi lên, từ đó chúng ta có thể là ưa thích hay là chán ghét hay là bình thản, cái lộ trình tâm của chúng ta nó sanh khởi như vậy. Cho nên là mà ưa thích thì thường là sự ái nhiễm, mà chán ghét đó là sự bực bội khó chịu của nội tâm, đó là sân tâm. Thì cái việc mà cái người tu đó thì mắt chúng ta cũng nhìn thấy cảnh sắc, tai chúng ta cũng nghe âm thanh, nhưng mà một người có chánh niệm thì mắt chúng ta nhìn, chúng ta thấy cũng chỉ biết là thấy thôi, chứ chúng ta không có để cho cái tâm, không để cho cái tâm phân biệt để gọi là ưa thích hay là chán ghét. Thí dụ như là cái cảnh gì mà chúng ta không hài lòng, cả mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm cũng vậy, chúng ta không hài lòng thì đó là chán ghét, đó là sự khó chịu, sân tâm sanh khởi. Cho nên là cái tâm của mình khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, làm sao mình chỉ thấy là biết thấy, nghe chỉ biết là nghe, ngửi cũng chỉ biết là ngửi, nếm cũng chỉ biết là nếm, xúc chạm cũng chỉ biết là xúc chạm. Chứ chúng ta tránh đi những cái gọi là phân biệt là ưa thích hay là chán ghét trong đó. Khi mà mình ưa thích thì phiền não tham nó sanh khởi. Khi mà mình chán ghét không hài lòng thì phiền não sân nó sanh khởi. Cho nên cả hai trạng thái đó cũng không phải là tốt. Tâm đó đều được gọi là tâm bất thiện. Tâm bất thiện. Cái người tu đó là mắt tiếp xúc với cả các căn mà tiếp xúc với các trần cảnh đó, thì chúng ta cần phải có chánh niệm ở thấy, chỉ biết là thấy. Chứ chúng ta đừng ở phân biệt. Trong kinh gọi đó là gì? Đó là cảnh sắc, mắt thấy cảnh sắc khả ái, khả lạc, khả hỷ. Tức là chúng ta ưa thích. Hay hoặc là thấy một cảnh nào đó mà gọi là nó không hài lòng. Mà trong kinh gọi đó là bất tịnh tướng. Trong kinh gọi đó là bất tịnh tướng, tức là chúng ta không hài lòng. Vậy chúng ta thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ đó thì tham tâm nó sanh khởi. Nhưng mà chúng ta thấy nó không hài lòng, tức là bất tịnh tướng đó, thì sân tâm nó sanh khởi. Cho nên cái người tu đó,
là làm sao trong các cái căn của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh á, thì đừng có để cho thất niệm, mà chúng ta cần phải có chánh niệm. Chánh niệm ở cái sự việc chúng ta thấy là như vậy, chứ đừng có sanh phân tâm là ưa thích hay là chán ghét ở trong đó, không hài lòng ở trong đó. Vì vậy cho nên ở trong một đoạn kinh, Ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng có nói rằng là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không phải có người nghe. Cái người ở đây tức là chúng ta ngã chấp. Ngã chấp tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi nhận thức, vân vân. Cái đó, đó là mình ngã chấp vô trong đó, chấp cái tôi trong đó. Cho nên mình mới phân biệt là nhân ngã bỉ thử gì ở trong đó. Rồi chúng ta ưa thích hoặc là chán ghét thì phiền não nó sanh khởi. Cái người tu thì mắt nhìn thấy, nó cũng chỉ là thấy. Như vậy là thấy trong sự chánh niệm, nghe trong sự chánh niệm, biết là như vậy, ghi nhận, biết như vậy. Chứ đừng có sanh tâm phân biệt là như thế này thế nọ. Chi để rồi phiền não nó sẽ dấy lên. Con không biết là bây giờ Hòa Thượng Giác Đẳng đã có trở vô trong room chưa? Thì tôi không. Dạ, thỉnh tôi quan cho 5 phút nữa thì tôi. Thì tôi quan 5 phút dạ. Nữa. Thì tôi quan nói thêm 5 phút được chưa? Chúng ta thấy rằng là phiền não cũng từ ở cái tâm của mình. Khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Cho nên cái người mà tu tập đó là cần phải có cái chánh niệm trong khi tiếp xúc với các cái trần cảnh, các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh. Bởi vì xúc thì sẽ là duyên cho thọ, thọ thì sẽ là duyên cho ái. Xúc là gì? Xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh, giao thoa giữa căn và thẩm, tức sanh khởi. Xúc là như vậy. Cho nên căn tức là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, ý của chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà mắt tiếp xúc với trần cảnh đó, được gọi là xúc. Thì sau cái xúc đó thì cảm thọ sẽ sanh khởi. Trong kinh thì nói đến ba thọ. Trong kinh thì nói là thọ khổ, tức là bao gồm cả thân và tâm. Thân và tâm. Thọ lạc, tức là cũng bao gồm cả thân và tâm. Thọ xả thì cũng bao gồm cả thân và tâm. Thì trong kinh chỉ nói là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Nhưng mà trong luận tạng hay là trong vi diệu tạng á, thì khuân rạch rồi cái chỗ này, tức là khuân thành năm thọ. Tức là nếu mà nói thân á, thì bao gồm cả thọ khổ và thọ lạc. Bởi vì ngay cả cái sự xúc chạm của chúng ta đó, thì có sự xúc chạm im ắng dễ chịu, nhưng mà có sự xúc chạm thô ráp, cứng cỏi và nóng lạnh, nóng bức, hay hoặc là lạnh buốt khó chịu. Như vậy thì khi cái thân mà mình xúc chạm nó đau đớn như vậy thì được gọi là thọ khổ của thân. Nhưng mà sự dễ chịu của thân khi xúc chạm đó là thọ lạc của thân. Còn riêng về tâm á, thì khi mà cái tâm của mình á, cái tâm của mình mà bắt lấy cái cảnh gì mà nãy chúng tôi nói đó, đó là gì? Khi cái kinh nói là gọi là cảnh sắc khả ái, khả lạc, khả hỷ đó. Tức là cái tâm tham mình nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà tâm mà ưa thích những cái cảnh gì đó thì đó được gọi là thọ hỷ của tâm. Nhưng mà có khi đó là sự khó chịu của tâm nữa. Sự khó chịu của tâm thì đó được gọi là thọ
ưu của tâm, chứ không nói là khổ. Lạc khổ thì chỉ cho thân, nhưng mà ưu và hỷ đó thì chỉ cho tâm. Còn cái xả này nó có thể nói rằng ở tâm cũng có mà ở thân cũng có. Mà ở trong kinh á thì chúng ta thấy rằng nó là hả mà xúc thì duyên cho thọ. Xúc thì duyên cho thọ. Xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh, thì sau đó cảm thọ sanh khởi, bao gồm cả thọ khổ, thọ lạc hay thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Như vậy thì khổ thì dễ dàng duyên cho ái, cho nên trong kinh gọi đó là thọ duyên cho ái. Trong giáo lý duyên khởi là như vậy, thọ duyên cho ái. Cái người mà có tu tập thì cái cảm thọ của mình cũng chưa chắc là dễ dàng sinh duyên cho ái. Hay là đối với các bậc thánh thì các ngài có những cái cảm thọ, nhưng mà hoàn toàn là có những cái cảm thọ không, các ngài không có duyên cho ái, không có duyên cho ái. Còn đối với người phàm phu thì nếu như mà mình không có chánh niệm và tỉnh giác, không có tu tập trau dồi đó, thì các cái cảm thọ mình cũng dễ dàng duyên cho ái lắm. Thọ khổ cũng duyên cho ái, thọ lạc cũng duyên cho ái, và thọ xả cũng duyên cho ái. Cho nên là thọ khổ, thọ lạc, thọ lạc thì duyên cho ái cũng đã đành. Là vì sao? Khi mắt chúng ta thấy khả ái khả lạc, hay là âm thanh chúng ta nghe âm thanh du dương trầm bổng dễ chịu, dễ nghe như vậy cũng khả ái khả lạc bởi vì cái âm thanh. Cho nên là cái thọ lạc mà duyên cho ái thì chúng ta có thể dễ chịu, bởi vì chúng ta thấy nó là một trong những cái cảm thọ. Và khi có những cái sự cảm thọ như vậy thì dễ dàng duyên cho ái. Nhưng mà cái trong kinh cũng có nói nữa là cái thọ khổ cũng duyên cho ái. Là vì sao? Khi chúng ta nghĩ đến những cái việc đó, chúng ta đã trải qua những cái cảnh đó, thì người nghĩ đến những cái cảnh đó, cái cảnh gì mà mình đã qua, ví dụ như trước nay mình có những cái hoàn cảnh gì đó khốn khó, mà quá với cái thời gian ấy mình vượt qua, mình qua khỏi cái thời kỳ đó, bây giờ mình nhớ lại những điều đó, muốn nghĩ lại những điều đó, và những điều đó nó trở thành cái điều mà thúc đẩy cho chúng ta phải suy đến những điều đó. Nó trở thành một cái niềm hãnh diện, trở thành một cái sự kiêu hãnh của chính mình, hay là kiêu hãnh đối với những người chung quanh của mình. Thì khi mà mình cố gắng mình nghĩ đến những điều đó trở thành điều tự hào cho chính mình á, thì thọ khổ nó cũng sẽ là duyên cho ai. Hoặc là có khi đó là chúng ta bị cái mục ghẻ đó, cái mục ghẻ nó lở lét, nó đau, nhưng mà nó sắp lành đó, thì bắt đầu là nó ngứa thì chúng ta sẽ gãi thì nó đau, nhưng mà nó đã ngứa. Gãi nó đau nhưng mà đã ngứa. Cái đó được nói đến cái điều là một nhiều khi người ta lại nghĩ đến cái cảnh khổ nó đã qua, hay những cảnh khổ đã đến rồi đó, thì người ta trở thành một cái điều kiêu hãnh, tự hào về chính bản thân của mình. Tại sao mình hay quá vậy, mình đã vượt qua những cảnh khó khăn như vậy. Sở thành niềm tự hào đối với con cháu, hay niềm tự hào đối với những người chung quanh. Thì khi mà mình cố gắng mình nghĩ đến những điều đó, nó trở thành niềm tự hào, thì nó thọ khổ duyên cho ai. Rồi có những cái thọ mà chúng ta biết rằng thọ xả cũng duyên cho ai. Cái trạng thái của thọ xả đó là trạng thái nó không thiên về khổ, nó không thiên về lạc, cũng không thiên về khổ. Nói trong kinh tạng đó là như vậy, nó không thiên về cái gì hết, nó không thiên khổ, không thiên về lạc. Bởi vì cái lạc hay là cái hỷ của tâm, hay cái lạc của thân ấy, thì người ta mương man, người ta thích thú về những điều đó rồi,
Nhưng mà cái khổ là như chúng tôi đã nói đó, người ta cũng miên man, người ta nghĩ đến những điều đó. Nhưng mà xả thọ đó, nó cũng duyên cho ái là vì sao? Là vì ít ra nó cũng đang chấp nhận, chấp nhận những cái diễn ra, đang chấp nhận những cái đang diễn ra, không chống phá, không đối chọi và cũng không ôm ấp thích thú, nhưng mà ít ra là những cái trạng thái đang chấp nhận, đang chấp nhận. Mình chấp nhận nó cũng là duyên cho ái. Cho nên là con mắt này nè, trong các cái căn của mình mà chúng ta đang học á, gọi là 18 tâm vô nhân á, thì trong đó có 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân, và trong đó có 3 tâm duy tác vô nhân, tâm hay là tâm tố vô nhân, nó cũng chỉ là làm việc bao gồm cả khai ngũ môn, tức là khai mở cho lộ ngũ, và khai ý môn, tức là khai mở cho lộ ý, và tâm ưng cúng vi tiếu, tức là tâm làm việc cười của một vị A-la-hán. Ví dụ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cũng trong các cái căn của mình, nó cũng có khoát sức ra cái phiền não. Nếu chúng ta không có cái sự tu tập, không có cái sự thu thúc bằng chánh niệm tỉnh giác đó, thì phiền não nó cũng có thể dễ dàng sanh khởi lên. Dễ dàng sanh khởi lên. Vì vậy cho nên ở trong mỗi cái tâm này đó, là nói đến cái sự hoạt động tự nhiên của các cơ quan. Nhưng mà mặc dù là hoạt động tự nhiên của các cái giác quan của mình, nhưng mà nếu như mình không có cái sự thu thúc, không có chánh niệm khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi xúc chạm, khi suy nghĩ đó, thì phiền não nó cũng từ giữa đó mà nó sanh lên. Nhưng mà nó vốn là cái không phải là cái quả hữu nhân, nhưng nó là quả vô nhân. Nó vốn là chịu cái sự tác động ít nhiều ở trong đời sống quá khứ. Đời sống quá khứ. Ví dụ như là những vị thiên đó, thì họ sanh lên cõi trời, thì họ là chứng kiến những cái cảnh toàn là tốt không? Tốt không? Tức là họ nghe thiên nhạc, rồi họ thụ hưởng ở trong ngũ dục cũng ở cõi trời, chứ không có chứng kiến những cái cảnh mà nó đau xót hay nó khó thấy, khó trong cái sắc thân hương vị xúc ấy, thì họ hưởng trong cái sự hưởng thụ. Thì phải nói rằng là họ đều là có phước, nói trong một cái cách nào đó thì họ có phước, họ mới cảnh đó, họ mới hưởng được cảnh. Nhưng mà chính cái tâm đắm nhiễm vô trong đó, trong ngũ dục á, thì đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Nó là sợi dây để trói buộc sự ái nhiễm ở trong đó. Bởi vì cho nên là mình bỏ rời dục ra thì đâu có sống nổi, đâu có tồn tại. Người sanh xong trong cõi dục, ở trong đó có cõi người của mình á, thì nhiều khi mình nói là mắt thì nhìn thấy cảnh sắc nó đẹp, nó thích gì, rồi tai nghe âm thanh im dịu, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm cái hương vị thức ăn thức uống ngon ngọt béo thích thú gì đó, rồi thân xúc chạm im ắng mình thích lắm. Thích lắm. Nhưng mà chính vì cái thích đó, tham đắm như đó, thì nó có trói buộc mình ở trong cảnh dục và cõi dục, và dục như là một cái gì đó. Vì vậy cho nên trong kinh có nói rằng, Phật nói rằng ngũ dục nó có cái vị ngọt của nó, nó có sự nguy hiểm của nó, và nó có cái sự xuất ly của nó. Mình thì chỉ thấy vị ngọt thôi, chứ ít khi mà thấy được cái sự nguy hiểm, lại càng khó có được cái cách xuất ly, có cách được xuất ly. Là như vậy. Cho nên là trong kinh Đức Phật cũng có dạy rằng là dục ít vui nhiều khổ. Dục ít vui nhiều khổ. Vui thì ít lắm, nhưng mà khổ nhiều. Bản chất của nó là vậy mà. Bản chất của nó là vậy.
đây đó thì khi nói đến các cái giác quan của mình, như chúng tôi đã trình bày khi nãy, tiếp theo lời của Hòa Thượng Giác Đẳng đó, là nói đến cái những liên quan đến những cái tâm quả gọi là tâm quả vô nhân hay là những tâm vô nhân. Thì nói chung là như vậy, để chúng ta thấy rằng chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Dạ, bây giờ con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại. Con thấy Hòa Thượng đã có tín hiệu trở lại. Kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thu. Kính thưa sư tổ Pháp Thân rất nhiều. Chúng tôi Phật tử, chúng tôi rất xin lỗi là vì có một số Phật tử đã làm khổ quả đó. Do đó chúng tôi cố gắng để chỉ cho công việc làm. Tại vì ở Houston bây giờ trời đang nóng thưa quý vị. Nếu mà người ta làm sớm thì đỡ phải nóng hơn là làm trễ. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Như khi nãy chúng tôi có đề cập đó, đó là mặc dù trong ngũ sùng thức thì trong năm cặp thức này, mỗi một cặp thức thì đều có quả thiện và quả bất thiện, tức là quả của nghiệp quá khứ. Nhãn thức quả thiện tức là cảnh sắc, mà cảnh sắc tốt. Nhãn thức quả bất thiện là cảnh, nhận thức được cảnh sắc xấu. Tuy nhiên, bước sang một điểm khác là những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức này, nó biết cái âm thanh một cách, nó biết các cảnh một cách mùi lực và một cách sơ khai. Và như hồi nãy chúng tôi có nói rằng con mắt thấy sắc thì chỉ thấy hình vuông, hình tròn, thấy màu, chứ không phải phân được đây là tranh Picasso, đây là đời đặng cô quát, đây là đồng tiền một US dollar, v.v. Cảnh thân của vậy, nó không thể phân biệt đây là nhạc, lời nhạc cổ điển, nhạc dân gian, vân vân, chỉ đơn thuần là âm thanh có lớn có nhỏ, cái grep, cái bass nó như vậy, thì nhận ra như vậy thôi. Thì tại sao mà quả thì quả thiện, quả bất thiện, nhưng mà tới khi nói là sơ khởi, thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu đó là khi mà Đức Phật ngài dạy rằng nên thu thúc lục căn, là thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, căn đó, thì cái đó nó đơn, trong những điều đó không đơn thuần là chỉ đề cập đến tâm nhãn thức, nhĩ thức, mà cái mà chúng ta đang nói tại đây, mà là những cái tâm mà nó đi qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là đi qua cái cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, của thân, của ý, là nguyên một cái quá trình, một tiến trình qua mắt, qua tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không phải chỉ đơn giản có tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà thôi. Và bây giờ chúng ta nói đến một chuyện mà rất là tế nhị, mà mặc dù quý vị Phật tử bây giờ chưa hẳn là đã học đến, đó là về cảm thọ. Mình thường hiểu rằng, thường nghĩ rằng hễ mình nhận ra cái quả khổ thì cái cảm thọ đó, quả khổ hay quả vui, cảm thọ nó phải lớn. Nhiều quý vị đồng ý không? Ví dụ như là mắt thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, phải xúc lạc thì tâm rất là hoan hỷ. Đó là một lạc thú. Rồi tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà nếu mà tiếp xúc cảnh xấu á, thì phải khổ sở, phải buồn bực. Nhưng mà cái chuyện này thì trong Thắng Pháp lại đưa ra chúng ta một điểm mà quý Phật tử nên lưu ý, là tất cả những cái tâm quả mà của ngũ sung thức thì bất kỳ ngoại trừ thân thức ra, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân nếm vị, đó đều là thọ xả. Ngoại trừ thân, đó là thọ khổ thôi. Ngoại trừ thân là khổ. Cái chuyện này thì nó hơi rắc rối một chút. Mình nói rằng đã là quả thiện, quả bất thiện, nó phải là lớn chuyện, chứ tại sao nó thọ xả? Thì bây giờ chúng ta phải nói đến một chuyện mà sở dĩ chúng tôi nói ở tại đây là bởi vì quý Phật tử đã có dịp học Thắng Pháp nhiều lần rồi. Thế nếu quý vị là người mới học thì chúng tôi không có nói. Đó là nói về năm cái cảm thọ. Thọ của chúng ta có là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Đó là nếu chúng ta nói về năm thọ.
Thì trong năm thọ này đó, mà Thắng Pháp nó nói một cách chính xác, nhờ một cách vĩ mô chính xác đó, như là thọ khổ là cảm thọ của thân. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Thọ ưu là cảm giác khó chịu của tâm. Nhưng mà cái chuyện kỳ cục đó là mình nghĩ rằng khổ của thân tâm đều là quả của nghiệp. Không phải. Ở trong Thắng Pháp thì nói rằng cái khổ của thân đó là thuộc về thân thức thọ khổ, là quả bất thiện. Thì chuyện đó mọi người chúng ta đều hiểu hết. Nhưng mà cái tâm thọ ưu á, nó là tâm sân, nó không phải tâm quả nha quý vị. Nói một cách khác đó, thọ ưu là một thứ phản ứng đối với điều trái ý nghịch lòng. Và cái phản ứng đó bằng hai tâm sân thọ ưu, gọi là tâm sân thọ ưu vô trợ và tâm sân thọ ưu hữu trợ. Thì như vậy, nếu mà chúng ta nhìn đại loại qua đó, thì chúng ta sẽ thấy thọ khổ và thọ ưu á, thì thọ khổ nó thuộc về tâm quả, mà thọ ưu á nó không phải tâm quả, nó của nhân. Cái đó cái mà chúng ta phải để ý. Còn về thọ hỷ đó, thì thật ra nó chỉ có một thứ tâm quan sát, xin lỗi, cái tâm chúng ta chỉ có một cái thứ tâm kiểm tra, tâm kiểm tra thọ hỷ đó, thọ quan sát, kiểm tra thọ hỷ thôi. Còn nhãn nhĩ trí thiệt thì nó cũng là thọ xả. Thì đụng đến cảm thọ đó, ở trong cảm thọ đó nó đã có vấn đề của nhân và quả. Ở trong cảm thọ đó nó đã nói đến theo Thắng Pháp là nói đến ngũ song thức hay năm thức này hoàn toàn có một cái tính cách mà rất khác biệt giữa khi mà chúng ta nói vĩ mô và chúng ta nói về quy mô. Điều này tương tự như khi mà chúng ta nói về virus, chúng ta nói về bacteria, thì cái con bacteria đó nó là một cái vi khuẩn, một cái vi sinh vật. Còn con virus như là con COVID chẳng hạn, thì thật sự nó chỉ là một thứ protein, nó bám ở trên những cái tế bào, chứ nó không phải là một siêu vi sinh vật. Nó là một thứ gây trùng gửi. Mà khi chúng ta nói như vậy thì chúng ta đào sâu vào chúng ta mới thấy cái khác biệt. Còn nếu bình thường đôi khi chúng ta cũng khó phân biệt được virus, bacteria. Chúng ta nhớ là hồi nhỏ chúng ta ở Việt Nam có nhiều khi người ta nói về vi trùng, nhưng mà sau này người Việt Nam không dịch là vi trùng nữa, mà người Việt Nam bắt buộc phải dùng cái chữ virus bằng cái tiếng Anh là virus. Tại sao ta nói là virus? Là tại vì dịch là vi trùng nó không đúng. Đây là một cách nói mà rất là chuyên sâu, rất là vĩ mô. Thế nào thì ở trong những cái tâm gọi là năm cặp thức nó tương tự như vậy. Thì so với năm cặp thức này thì chúng ta hiểu rằng từ đó có một số điểm rất là tế nhị, mà do sự tế nhị này nên trong lúc mà chúng ta học đó, có một số các cái học viên học Thắng Pháp á, thì hay coi thường, bỏ qua cái ngũ song thức, bởi vì họ nghĩ rằng nếu mà nói cái vai trò của ngũ song thức á, ở trong diễn tâm thức nó sanh khởi một sát na thôi,
Mà khi chúng ta đầu sâu vào danh pháp thì ngũ sùng thức không được nói đến nhiều. Nhưng mà ở đây chúng tôi nhắc tất cả quý Phật tử đó là khi mà mình học về quẩn xứ giới đế thì 12 xứ, 18 giới, hay là khi chúng ta học trong kinh 6 nội xứ, 6 ngoại xứ thì những thứ này được đặc biệt đề cập một cách sâu rộng. Cái đề cập sâu rộng này đó phải hiểu rằng là do các tâm đi xuyên qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là đi qua các cửa chứ không phải đi qua cái tâm nha. Như thế gì tôi nói tâm nhãn thức là khác mà tâm nhãn môn là khác. Ở cái tâm mà đi xuyên qua nhãn môn á thì nó bao gồm tâm nhãn thức và một nhiều tâm khác chứ không phải chỉ cái tâm nhãn thức mà thôi. Và chúng ta cũng có được một cái sự phân biệt về nhân quả, phân biệt về cảm thọ. Những điều này trở nên rất là tinh tế. Tinh tế lắm khi mà mình học về thắng pháp trong cái qua những phần sau liên quan đến diễn trình của tâm thức và các cảm thọ. Mà vấn đề là quả dạ. Đó là lý do tại sao mà nhân quả bất thiện, rồi đôi khi chúng ta nói đến thọ nữa. Những cái đuôi đó là cái mà người học cần phải chú ý. Nếu chúng ta học mà chúng ta không chú ý điều đó đó, nhiều lúc đó, chúng ta không có hiểu chính xác, chúng ta không có nắm rõ bài học. Mà cái chuyện mà nhớ như vậy đó, nó làm cho nhiều người cảm thấy rất là lúng cúng. Dạ, sao mình nói dài vậy? Có một cái tâm thôi mà mình nói là tâm nhãn thức quả bất thiện vô nhân chẳng hạn. Nói điểm này thì chúng tôi nhớ là cách đây vài năm có một người hỏi chúng tôi rằng tại sao đã vô nhân là thì bất thiện rồi mà vừa vô nhân còn có bất thiện quả bất thiện. Tại vì tiếng Việt Nam chúng ta bên ngoài nói là vô nhân nghĩa là vô đạo, nghĩa là không có nhân tính. Thì gọi là vô nhân, nhưng mà vô nhân ở đây là không có cái mà chúng ta gọi là những các cái nhân, như nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà thắng pháp đặc biệt cũng đề cập đến những cái chúng ta tạo gọi những cái đuôi hay những cái trình bày kéo sau một cái tâm, cái đó là cái chúng ta cần phải rất là để ý. Thì thưa quý vị, trong một cái bài học mà nói về ngũ sùng thức á, mình không có thể nào hiểu trọn cái ý nghĩa của bài học này cho đến khi mình đi vào cái thí dụ về diễn trình tâm. Sắp tới chúng ta sẽ học, tức là cũng trong phần tâm vô nhân này chúng ta học về diễn trình tâm thức, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái vai trò của ngũ sùng thức trong một diễn trình tâm như thế nào, cũng như vai trò của các tâm cơ năng như thế nào, vai trò của những tâm xử lý như thế nào.
Và từ chỗ đó đó, mình mới có cái thánh niệm tương đối rõ hơn. Và đặc biệt khi mình học thắng pháp á, đừng bao giờ nghĩ rằng trong một bài học mà mình có thể ôm đồm hết, mình thể học hết tất cả ý nghĩa, không có. Từng phần thì, ví dụ như là hôm nay chúng ta học về ngũ song thức, nhưng mà rồi tới khi mà mình học về thuộc tánh thọ, mình sẽ có cái hiểu khác. Mình học về tam đề thiện, mình hiểu cách khác. Tam đề quả, mình hiểu cách khác. Học về duyên hệ, mình hiểu cách khác. Nó lại thêm vào. Nên chúng ta đừng ngại thấy rằng đề tài này nó có chút hơi lúng cùng. Kỳ thực thì mang những ý nghĩa rất là đặc biệt. Dạ, mang những ý nghĩa rất là tốt. Bây giờ thì chúng tôi tạm tóm tắt lại tất cả những gì mà mình nói về ngũ song thức hôm nay. Và cũng trước khi tóm tắt cũng rất xin lỗi quý vị là trong lúc mà đang giảng lại có một cái công việc bất ngờ, nên cũng may là có thì tôi học tình để thì có giúp giúp để tiếp lời trong lúc mà chúng tôi bận việc ở bên ngoài. Ở đây điểm thứ nhất á, là chúng ta nên nói rõ năm cái gọi là ngũ song thức, là một cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Thì năm cặp thức này trong chánh văn thì trình bày thành hai vế riêng biệt, thành ra bảy tâm quả vô nhân, bảy tâm vô nhân quả bất thiện, bảy tâm vô nhân quả thiện, hai vế khác nhau. Nhưng mà chúng tôi lại gom hai tâm nhận thức trở thành một cặp, hai tâm nhĩ thức một cặp. Đây không phải là một cách mới lạ, mà là sự cần thiết. Và năm cặp thức này tương đương với năm cái ngũ quan. Ngũ quan ở bên ngoài là cặp nhãn thức tương đương với thị giác, cặp nhị thức tương đương với thính giác, cặp tỷ thức tương đương với khứu giác, tập cặp thiệt thức liên quan tương quan với, tương đồng với vị giác, cặp thân thức tương đồng với xúc giác. Và năm cặp thức này là một sự chiêu cảm trực tiếp với cảnh tốt và cảnh xấu, và nó không qua sự nhồi nặng cân nhắc tính toán, mà từ khi nó sanh lên thì nó đã có mang cái bản chất là quả của thiện hay quả bất thiện, và cái cảnh mà nó tiếp xúc là cảnh tốt hay cảnh xấu, chứ không phải là do cái sự suy luận, không phải do sự suy luận. Và chúng ta cũng nói đến một khía cạnh là năm cặp thức này tương đối là sơ khai, nó không có đậm nét như chúng ta nghĩ. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc. Thường thường chúng ta đề cập đến mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc đó, là chúng ta nói về cái gì đó mà nó tương đối rất là sâu xa. Nó đều được nhồi nặng, nó đã được tiêu hóa. Còn cái này chưa? Dạ, nó chỉ là một cái sự mắt cảnh sơ bộ, biết cảnh đầu tiên. Và năm cặp thức này nó còn chút hơi khác biệt về tâm thân thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. Thì thưa quý vị, đó là thọ xả. Nhưng mà thân thức thì nó lại có thọ khổ và thọ lạc. Điều này rất là đơn giản là khi con mắt mình thấy cảnh sắc, dù đó là một đống rác hay là một công viên, thì ngay trong bước đầu tiên cái ảnh hưởng vào con mắt nó không nhiều, tại con mắt nó chỉ dĩ giờ cái ống kính ghi nhận thôi. Nhưng khi với thân thì nó có sự xúc chạm, và do vậy thân thường rơi vào một là trạng thái khổ, thọ khổ, hay là thọ lạc. Và khác với bốn cặp thức đầu, và chúng tôi đã có từng nói rằng khi đề cập đến năm thọ đó,
thì cái thọ khổ của thân đó, nó lại là quả, mà thọ ưu nó thuộc về tâm sân nó lại không là quả. Cái này là cái mà chúng ta phân biệt như trong kinh Đức Phật dạy rằng người phàm phu bị một lúc hai mũi tên, bậc thánh chỉ bị một mũi tên. Bậc thánh một mũi tên đó là bị thân khổ, nhưng mà tâm không có phản ứng, không có phản ứng sân hận. Còn chúng ta đó, thân thọ khổ thì tâm khởi tác tâm sân, thành ra bị một lúc hai mũi tên. Thì chúng ta nhớ cũng thời thọ, nhưng mà thọ khổ, thọ khổ, thọ lạc là quả. Nhưng mà thọ ưu thì tuyệt đối không phải là quả, mà nó là nhân, nó tâm sân. Thọ ưu là một cái phản ứng của nghịch cảnh. Và khi nói đến ngũ sung thức á, thì đôi khi chúng ta dùng những cái từ ngữ mang tính cách là bình thường ở bên ngoài, mình nói là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Và thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó thì cũng tương đối không có sai lắm, nhưng mà nó mang có tính cách là tích cực. Thí dụ mình nói ngửi, ngửi là mình cố gắng mình ngửi tìm ra cái mùi gì đó. Ở đây không có ý nghĩa là tìm ra cái mùi gì đó không, mà tất cả những mùi nào dù mình đi tìm kiếm hay tự nó đến, mà nó tiếp xúc với mũi của mình, thì điều đó đó nó đều gọi là khứu giác, đều gọi là tâm tỷ thức. Thì như vậy cái chữ ngửi trong nhân gian đôi khi chúng ta tìm có vẻ là ở trong cái vị thế tích cực, hay là nếm. À, nếm giống như mình nếm cái gì đó, mình lấy lưỡi mình nếm cái gì. Nhưng mà đôi khi ở trong miệng mình tự nó tiết ra cái dịch vị đắng, cái lưỡi cảm giác đắng, thì không phải là mình nếm cái đắng trong ngôn ngữ bình thường. Tuy vậy cái gì mà cái biết của lưỡi, cái biết của mũi, cái biết của mắt, cái biết của tai thì đều là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Cái chữ mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì nó gần gần, nó gần gần tương đương, chứ nó không hẳn là giống hoàn toàn, giống như là ngửi hay là nếm á, thì nó không tương đương với cái mà chúng ta gọi là khứu giác, vị giác. Chúng ta nên cẩn thận về điểm này. Và trong cái bài học sau cùng, điểm sau cùng mà chúng tôi muốn tóm tắt lại những gì mà quý Phật tử đã được nghe, mà chúng tôi đã có nhấn mạnh đó, là khi mà chúng ta nói riêng về tâm nhãn thức đó, thì dường như là nó không có lớn chuyện ở trong một cái diễn trình tâm. Nhưng mà những cái tâm đi qua nhãn môn và những cái nền, những cái nét văn hóa mà liên quan đến cảnh sắc thì nó lớn. Lớn. Lấy ví dụ như tại sao người ta nói là nhà cao cửa rộng, tại sao họ nói là quần áo hợp thời trang, tại sao mình nói là ở ngoài công viên có kỳ hoa dị thảo. Hầu hết những thứ đó đều liên quan đến con mắt, cảnh sắc. Thật ra Đức Phật Ngài dạy sắc thinh khí vị xúc là năm dục trưởng dưỡng, là năm thứ để nuôi dưỡng, để làm tăng thịnh cái lòng dục của chúng ta. Cái này là cái mà chúng ta lưu tâm. Mặc dù khi mình học thì nhãn thiết, nhĩ thiết, tỷ thiết, thì thiết sanh, thân thiết chỉ sanh là một sát na ở trong một cái diễn trình tâm. Tương tự như là mình nói về cái máy chụp hình, và máy chụp hình thì cái lens á, là cái mở ra cho ánh sáng đi vào. Nhưng mà qua cái chuyện mà cái lens của máy chụp hình đó, nó tạo nên cả một cái hệ quả lớn về cái ánh sáng, về cái nét sắc hay không, về cái nhiều thứ liên quan đến chụp ảnh. Thì như vậy cái lens của ống kính đó, nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Thì những cái tâm mà đi ngang qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, vân vân, thì những tâm đó chúng ta nên hiểu rằng nó hơi khác với cái tâm gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Có những thứ tâm không phải là nhãn thức, nhưng mà nó vẫn sanh khởi qua nhãn môn. Và nói đến nhãn môn thì không phải chỉ có tầm nhãn thức mà thôi. Cái này là cái mà quý Phật tử cần lưu ý. Bây giờ thì
Phần còn lại của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được bước qua phần thảo luận của chư tăng. Xin hỏi thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin hỏi dạ. Thượng tọa Tư Quyền, ở đây xin thượng tọa giải rõ là ngũ song thức á, là tâm quả. Tâm quả là nó sanh ra do nghiệp quá khứ. Nhưng mà có người họ đem cái chuyện này, họ làm một cái lập luận, nói rằng nếu do nghiệp quá khứ thì mình đâu cần phải thu thúc mà con mắt, đâu phải thu thúc tai, mũi, lưỡi, thân, bởi do nghiệp mà, nó hoàn toàn do nghiệp mà. Thì khi mà chúng ta nói đến sự thu thúc sáu căn á, thì điều này nó có mâu thuẫn lại với cái mà chúng ta nói rằng thấy nghe người đến đụng đó là do cái nghiệp quá khứ không? Đã là nghiệp quá khứ thì chúng ta cũng xung xúc được. Thì xin cái tính thì tôi Tư Quyền Hoa Kỳ ý giải về điểm này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá, và thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Lãng, Thượng Tọa Pháp Tân, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Tư Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tuần nữa cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy cặp đôi của ngũ song thức, chúng ta thấy nó vô nhân. Rồi một cách khác nữa, tức là bây giờ nếu như chúng ta cho rằng là tất cả những cái gì thấy nghe ngửi nếp đụng nó thuộc về cái quá khứ như lời của Hòa Thượng hỏi á, thì như vậy thì có cần thiết gì phải thu thúc? Quả thực gì thì trên cái tinh thần của khi mà mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm lưỡi nếm vị, điều đó chưa có gì xảy ra. Khi mắt bắt lấy cảnh sắc đó, chính nó là mới chỉ là hiện diện của tâm quả, mà cái này như nó quả quá khứ, thì cái đó nó hiện khởi lên theo một quy trình của một dòng tâm khởi sanh lên, ngũ song thức nó phối hợp làm việc. Nhưng cái điều mà chúng ta nhớ, cái chỗ mà cháu anh á, cái chỗ mà động lực á, thì đó thì nó là một chuyện khác. Thì những gì mà nó thuộc về nó tiếp cận, thì cái quả, dĩ nhiên tâm ngũ song thức là tâm quả ngũ song thức sanh ra do cái quả. Nhưng khi cái quả này nó chỉ là khởi sanh lên là một việc bình thường, nhưng ngay cái củ sông, ngay cái cháu quanh nát, cái động lực mà dòng tâm á, mà nếu dòng tâm ngũ môn bước qua dòng tâm ngũ môn thì khai ý môn nó sẽ khởi sanh lên. Mà khai ý môn khởi sanh lên thì ngay chỗ này chúng ta biết nó chính là một cái gì, nó không còn là một cái nữa, mà chính là cái nhân hiện tại để cho là một cái quả gì thuộc đời sau. Thí dụ bây giờ mắt mình bắt lấy cảnh sắc đó, ngay cái đó, cái nhìn đó là cái nhìn của con mắt. Nhưng khi mà nhãn thức đã khởi sanh lên và nhìn thấy cái cảnh đó, cảm thấy mến thích hay cảm thấy khó chịu, thì đây chính là lúc đó bực bội, khó chịu, hay là khải khởi hỷ khai lạc, mến thích. Thì ngay chỗ đó cho nên mới gọi là cái thu thúc, là thu thúc từ khi nhìn. Chỉ biết là nhìn nó bình thường, nhưng nếu mà nhìn mà khởi cái tâm lên, tức là nhãn thức đó nó bắt cảnh sắc đó mà khải khởi cái lạc, tức là tham ái khởi sinh lên, đây tức là phiền não, hay là khó chịu, tức là sân khởi sinh lên, thì cái dòng tâm ý môn này đó, nó tiếp tục dòng tâm ý môn nó diễn qua một cách khác nữa, chứ không phải là bình thường được. Còn cái mà thấy nghe ngửi nếm đụng, hay là con mắt này, cái tai kia, cái mũi đó, nó thuộc về về cái quả, cái tụ dệt tâm quả vô nhân, hay hoặc là cái cặp của ngũ song thức á, yeah, thì nó lướt qua. Bây giờ sự thật ra thì cảnh sắc đẹp hay là cảnh vật đẹp hay là người đẹp không có tội, mà con người nhìn về cảnh vật đẹp đó, con người nhìn về cái người đẹp đó, và con người khởi sanh lên cái ái, cái mến, cái thích. Cái nghe cũng vậy, cái nghe người ta nói cái tiếng như thế nào đó mà mình không thích,
hay là mình thích mình mến khi nghe một tiếng thân thương triều mến khả ái kỳ khả lạc, hay là cái tiếng du dương trầm bổng mà con người lại xuôi theo, thì khi nghe đó nhĩ thức này khởi sanh lên, cũng vậy mũi ngửi lưỡi nếm, tỷ thức thiệt thức và ngay cả thân thức này khi mà xúc chạm đó khởi sanh lên vừa lòng hoặc là không vừa lòng, cảm thọ khởi sanh hay xúc, xúc là có mặt, khi xúc có mặt thì các cảm thọ nó đều có mặt, mà các cảm thọ đều có mặt thì ái khởi sanh, trong đó có ái tức là thọ hỷ thọ lạc khởi sanh lên, thì lúc đó nó là một chuyện khác. Hay là thọ ưu thọ khổ khởi sanh lên thì lúc đó là một chuyện khác. Cho nên vì vậy để thu thúc đó, để chúng ta để coi như là nên thu thúc sáu căn, mà đến chi để cho tâm này không khởi sanh lên. Chứ con mắt không có tội, lỗ tai không có tội, cái lưỡi không có phải là một cái nghiệp, không phải là một cái gì đó mà chúng ta lại ép lại bắt. Nhưng đừng nhìn, nếu như có nhìn thời phải thu thúc. Là lời dạy của Đức Phật, Ngài A Nan hỏi Đức Phật á, đối với nữ nhân đừng có nhìn, thì khi nhìn hỏi tại sao Bạch Thế Tôn thì đừng khởi sanh lên nhận thức này, đừng khởi sanh lên cái ái luyến. Hay khi nghe tiếng êm dịu, nghe tiếng trầm bổng, nghe tiếng nhẹ nhàng thì nhĩ thức này phải thu thúc để không phải chạy theo cái tiếng coi như là mà chúng ta cảm thấy là nó có nhiều người, người ta không thích cái sắc nhưng người ta thì ta mê, ta thích qua cái giọng nói, qua cái lời vân vân. Thì tại sao phải thu thúc vậy đó? Nó là một cái quả của cái tâm quả nó để lại. Nhưng cái mà chúng sinh thấy nghe ngửi nếm đụng đó nó là một vấn đề khác. Cho nên khi thấy, nếu như chúng ta có một sự tu tập đó, khi thấy vị ấy biết chỉ là thấy, ghi nhận là thấy, ngay cả lúc đó cái tâm thiện là cũng một dòng tâm ý môn tốt đẹp, chứ còn cảnh đó là cảnh đó, chỉ là tâm quả con mắt này. Nhưng khi nhìn qua đó mà khởi sanh lên thì đó mới là một vấn đề, khởi sanh tâm lên. Hay là xúc đó khi nhãn xúc xuất hiện mà nhãn xúc có mặt thì toàn bộ có thể nói khổ quẩn của nhãn nó sẽ có mặt. Mà nhãn xúc đó, nếu như cái nhãn xúc thuộc về cái tâm của chúng sinh phàm phu thì cái nhãn xúc này là chắc chắn sẽ khổ đau xuất hiện. Còn cái nhìn của các vị đã đoạn lậu á, thì đâu cần gì phải thu thúc, nó chỉ là cái nhìn bình thường, là cái nhìn chỉ biết thôi, cảnh sắc đó, cảnh vật đó, nghe âm thanh đó, mũi ngửi lưỡi nếm, các vị đó không bao giờ có một cái tâm mà thích gì cả, mà cũng không có bực bội gì hết. Cho nên lại là có thể nói rằng là tuy là một cái quả đó nó khởi sanh, nhưng nó tạo cho một cái xúc tác cho một cái nhân mới, mà đó chính là xúc tác này do tâm tạo, do nhận, do có thức khởi, do có xúc khởi, do có thọ khởi, khởi sanh lên. Và kính bạch hòa thượng, đây chính là ý kiến của con là vậy. Nếu có đi gần một chút thì kính cung thỉnh hòa thượng cũng chia tăng nam mô bổn thầy.
Dạ xin lỗi quý Phật tử, là không biết chị Toàn Thu Quyền đã trả lời xong chưa, quý vị có biết không vậy? Dạ có vị nào biết? Dạ dạ xin hỏi chị Toàn Pháp Đăng Pháp Tân, chị Toàn Pháp Tân có còn ở trước máy không? Nếu chị Toàn Pháp Tân còn ở trước máy xin được hỏi chị Toàn Pháp Tân một câu. Dạ một lần nữa xin được hỏi chị Toàn Pháp Tân, chị Toàn có còn ở trước máy không? Dạ có lẽ thì Tổng Tân, dạ thì Tổng Tân khi mà chúng ta nói về mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm đó, là tâm quả đó, thì khi tới tâm quả có lẽ là chúng ta thụ động. Dạ chúng ta thụ động hay là bị động? Thụ động là bởi vì nó sanh khởi vì chúng ta không có chủ động. Thì theo tương đoạn đó là khi tâm tiếp xúc với cảnh, nhất là năm cái trần cảnh đó, thì ở trên cái phương diện nào chúng ta thì gọi là chủ động, trên phương diện nào chúng ta gọi là thụ động? Xin kính thưa tòa, ý chúng ta muốn nói là ngay cả như Đức Phật đó, ngài thấy nghe ngửi nếm đụng, ngài có phải là thụ động hay không, hay là có những vị mà chủ động có những vị thụ động? Xin kính thưa tòa. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sơn Khai Giả, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tùng Đức, kính chào đại chúng trong rừng. À, theo con nghĩ rằng ở đây đó thì khi mà mình có mắt, có các cái giác quan tiếp xúc với các cái trần cảnh thì sự thật ra thì căn thì phải tiếp xúc với trần cảnh, nhưng mà tiếp xúc với cái trần cảnh thì với một cái người bình thường, cái người phàm phu bình thường thì dễ có cái phiền não nó sanh khởi lên. Nhưng mà đối với các cái bậc mà hoàn toàn giải thoát thì căn cũng tiếp xúc với các cái trần cảnh vậy, nhưng mà do rằng không có cái phiền não, hoặc là cái người mà có cái sự tu tập đó, thì cái việc đó mình có cái sự giống như là mình có cái sự chủ động ở trong cái đời sống khi các cái căn mình tiếp xúc với trần cảnh. Khi mà mình có chánh niệm ở trong cái đời sống thì có lẽ là cái phiền não nó không phải gì vậy mà nó có thể sanh khởi lên. Cho nên con nghĩ rằng đối với các cái bậc thánh, do rằng các ngài đã tận diệt cái phiền não đó, cho nên các căn của ngài, các ngài cũng tiếp xúc với các cái trần cảnh như vậy, nhưng không có cái phiền não nó sanh khởi. Với một cái người phàm phu nếu mà không có tu tập thì phiền não dễ dàng sanh khởi, giống như là chúng ta cũng nằm trong một cái thế bị động, cái thế bị động. Bởi vì bị động ở đây đó thì căn là tiếp xúc với trần cảnh, mà không có tu tập thì phiền não tự động nó dấy lên nó dấy lên bằng với cái trạng thái này hoặc trạng thái kia của tâm, của phiền não, cho nên nó sẽ dấy lên. Còn với một cái người mà có trao dồi, có tu tập cho chính mình thì cái người đó cũng có thể là chủ động, hoặc là hoặc là còn cũng có lúc là có khi cũng bị động ở trong cái đời sống. Tức là thường thường đó là khi mà các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh mà có cái sự thu thúc bằng chánh niệm, đó là mình có cái sự chủ động cho chính mình ở trong cái gọi là điều chỉnh tâm, không để cho tâm đắm nhiễm ở trong cái, không cho tâm khởi lên những cái phiền não, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là phiền não nó sinh khởi lên. Còn đối với các bậc thánh như Đức Phật thì con nghĩ là do các ngài giúp trừ phiền não rồi, cho nên dù có gì đi nữa thì nó cũng không có sinh khởi lên. Trong cái đời sống này đó thì các ngài cũng có các cái sự cảm thọ, nhưng mà cái cảm thọ của thân, đặc biệt là Đức Phật, cái cảm thọ của thân thì hoặc là những vị A-la-hán, cái cảm thọ của thân thì nó vẫn có, bởi vì đau đớn thọ lạnh nóng của sắc thân này nó cũng có những cái sự cảm thọ như vậy. Nhưng mà đối với các ngài thì tâm nó không có
sanh khởi phiền não, không có sanh khởi phiền não, bởi vì các ngài đã dứt trừ phiền não một cách hoàn toàn rồi. Cho nên đó cũng là một trong những cái điều mà đặc biệt của một bậc thánh hoàn toàn giải thoát như Đức Phật chẳng hạn. Như vậy thì con nghĩ rằng ở trong cái đời sống này đó, chúng ta cùng thường thường trong một cái khuynh hướng chung là chịu trong cái sự thụ động ở trong đời sống, ít có khi chúng ta cũng được chủ động ở trong các căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh. Cho nên là nhiều khi mắt mình thấy cảnh sắc á, thì mình thấy mình thích thú, hay là mình nghe âm thanh mình cũng thích thú, hay là mình thấy mình không có ưa thích, không hài lòng, hay là nghe những cái cảnh nào đó, nghe âm thanh nào đó mà mình không hài lòng, thì cái đó mình đã sinh ra một cái phản ứng mà con nghĩ rằng đó là một cái như là một cái gì giống tự nhiên của một cái người phàm phu. Vì vậy thì cho nên là đặc biệt là khi mà mình đối diện đối với cảnh á, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hoặc là thân xúc chạm, hoặc là tâm suy nghĩ đó, thì làm sao có cái chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là mình chỉ ghi nhận biết rõ vậy, chứ mình cũng không để sanh tâm phân biệt, hay là tâm dấy khởi lên những cái tham muốn, cái ưa thích, hay là cái chán ghét. Ngay cả cái ưa thích mà mình cho rằng đó là cảnh đẹp, cảnh tốt, hay là mình chán ghét hay không hài lòng mà mình cho rằng cái đó là cái cảnh nó không được đẹp, không được tốt. Do vậy đó là cái sự phản ứng từ ở nội tâm. Cho nên con nghĩ rằng cũng tùy trường hợp. Khi mà mình không có thuận theo những cái gì, cái khuynh hướng mà phiền não, mà khi các căn tiếp xúc với trần cảnh mà phiền não nó tự động nó sinh khởi, giống như là cái sự bị động ở trong cái đời sống này. Còn cái người mà có chánh niệm, tỉnh giác, hoặc là đối với các bậc thánh thì các ngài có cái sự dứt trừ hoàn toàn. Hay là cái người có chánh niệm thì có những cái lúc mà những vị đó có chánh niệm, thì theo con nghĩ rằng đó là một trong những cái đời sống có cái sự chủ động của chính mình. Tức là khi các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh có chánh niệm thì phiền não nó không có thể, nó không có dấy lên được. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Có điều chi chưa đủ thì con kính thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, dạ sa thú kính trường kính đơn thưa tòa pháp tân, thưa tòa tự nguyện ấy, thưa tòa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa tự nguyện nghe được, xin thưa tòa hoan hỷ trở lại. Dạ, thưa tòa tự nguyện, ví dụ như trong các pháp nói rằng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó là nó thuộc về quả thiện. Và nếu một người nói rằng nó là quả thiện thì mình nên hưởng, tại đó là mình hưởng phước mà, thì có vấn đề gì với hưởng phước? Còn nếu mà chúng ta nói rằng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, nó là những gì làm cho tâm ô uế đó, thì có nên gọi nó là quả phước không? Và chúng ta có nên hưởng phước hay không? Thì xin thì tổ quan hỷ lý giải về điểm này, kính thỉnh thầy tòa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, cũng kính lễ đến chư tăng, kính chào đến toàn thể quý vị. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, qua thật thì chúng ta phải hiểu một điều đó là trên một tinh thần nó chỉ là cái quả. Nhưng nó một điều quan trọng cực kỳ. Dầu cho đó, người đó sinh ra được một đứa con đẹp, sinh ra một người con đẹp, sinh ra một cái được một tài sản tốt, vân vân, và tất cả mọi thứ, cái việc mà thu thúc, cái việc mà tu tập đó, không chỉ phải các sư, không phải chỉ tăng đoàn, mà nói chung như tất cả chúng sinh, hãy mà mắt qua cái cảnh sắc, nó là quả, nó là quả của chúng ta hưởng ở đây. Nhưng quả thật khi tâm của chúng ta đã tiếp thu cái quả đó, nó là một chuyện khác. Như chúng ta thấy
một số người giàu có do cái phước tiền thân của họ. Nói theo đời thường thì họ được quyền thụ hưởng, họ được quyền xử lý cái đồng tiền của chính họ tạo ra. Nói theo thường, nhưng nếu nó theo sự tu tập thì họ ái với cái tiền, họ ăn, họ nghe, họ thấy nghe đụng gì đó mà họ cảm thấy vui, thích, tham đắm, và ở trong cái tiền của đó của chính họ đó thì họ cũng là bất thiện tâm. Bởi vì tham ái này khởi sinh lên, nó không phải đặt cho một ai cả, mà nó không phải là của tôi, sản xuất ra của tôi đồng tiền của tôi, đúng. Đây là những người thân của tôi, đây là tài sản của tôi, gia tài của tôi, vân vân, thì tất cả mọi thứ. Lẽ ra thì tâm mình không bị chấp thủ, lẽ ra tâm mình không có bị dính mắc, tâm mình không có thì bực bội. Nhưng ở đây tâm mình lại chấp thủ, tâm mình lại khó chịu. Lúc nào đó tâm dao động, lúc nào đó tâm ái luyến, thì khi đó đau khổ sẽ phát sinh. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy, chứ còn không phải là chỉ cái đó nó dành riêng cho các sư. Quả của thiện nghiệp là đúng, nhưng khi chúng ta xử lý trên cái quả của thiện, tức là cái quả đó, nó là một chuyện khác nữa. Thì thật sự ra thì nếu mà nói theo luật pháp của cuộc đời thì nó là hợp lý, hợp pháp, nó rất đúng. Nhưng nói đi trên một tinh thần tâm sanh của kiếp con người để mà trầm luân sanh tử đau khổ đó thì nó là một chuyện khác. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta hưởng phước mà chúng ta biết cái sự đếm bước, biết một cái sự kiểm soát cái tâm mình đó, thì nó là một chuyện khác. Chúng ta nhớ đi, khi mà tu tập á, khi tu tập thiền quán, ở tâm thiện khởi, tâm chánh niệm mà tâm thiện khởi sanh thì quả thiện, mà tâm bất thiện khởi sanh thì quả bất thiện. Thấy nghe ngửi nếm đụng hay sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, tất cả chúng ta thấy nó là cái quả do cái nhân mà chúng ta tạo cái công đức lành, tức là như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân. Thì nếu như chúng ta có được cái quả của thiện nghiệp đó, mà do cái công đức thiện, tức là do thập thiện nghiệp, hay là do những cái việc lành mà chúng ta đã tạo, 10 cái quả, 10 cái điều lành mà chúng ta tạo, là một chuyện bình thường. Nhưng nếu như chúng ta xử lý trên cái phước đó, cái duyên đó, để chúng ta khinh khi người khác bởi vì tôi có tiền, rồi chúng ta áp bức người khác bởi vì chúng ta có tiền hay là cái quyền chúng ta có, như người có cái phước quyền thế là được danh vọng chức vụ, thay vì giúp đỡ người khác, nhưng người ấy lại dùng cái chức quyền của mình đi lại chà đạp hay là đi lại áp bức người khác, thì lúc đó cái quyền đó từ cái phước của họ, nhưng họ tạo một cái áp bức đó chính là một cái điều bất lợi, hay khiến người ta buộc là phải hầu hạ, buộc là phải phục dịch cho mình, vân vân, thì đó là một cái, đó là một cái làm một cái tội khác. Bây giờ chúng ta thấy vì chúng ta có tiền, chúng ta ăn, quý vị nhớ nha, chúng ta ăn một ăn thật ngon, tâm của chúng ta cảm thấy dính mắt cái vị giác này, mắt tai mũi lưỡi này khởi sanh lên, cái tham ái khởi liếng trong đó, thì lúc đó có tội. Có tội ở đây là cái gì? Tức là quả bất thiện khởi sanh. Chứ còn nếu nó tội á, thì có tội tình gì, như cái câu mà Hòa Thượng hỏi đó, thì quả thật không có tội tình gì, nhưng nó đã tạo một cái nhân bất thiện. Tạo một cái nhân bất thiện, mà nhân bất thiện thì sẽ cho ra quả bất thiện. Tùy theo cái tâm động lực của người đó. Phật pháp là vậy đó. Lẽ ra những công đức đó, những cái điều đó, chúng ta có thể làm nó tốt hơn nữa. Tức là nhờ những công đức đó mà chúng ta có thể tiến bước lên, là cái chuyện, tức là chúng ta buông bỏ để chúng ta không phải
phải bị dính mắc với chính nó. Ở đây nói đến cái dính mắc, nói đến cái tham ái của chúng ta. Cũng như cái người bố thí, cúng dường, ban phát cho người ta đời sau nhiều của cải. Nhưng lẽ ra người ấy nhiều của cải vậy mà tâm người đó chấp thủ, tâm người đó bón xén, thì đây chính là cái nhân đau khổ nghèo cho đời sau. Cái đó vậy nha quý vị, chứ không phải. Bởi vì rồi tất cả những cái duyên, cái phước này khi mà chúng ta chết để lại hết, thì muôn việc điều nương mới tất hơi mà. Hơi vừa chấm dứt thì cuộc đời cũng chấm dứt. Nào của cái vợ chồng, con cái, danh vọng, sự nghiệp gì để lại hết. Nhắm mắt xuôi tay với cuộc đời, chỉ có cái gì? Chỉ có cái thiện cái ác mang theo thôi. Đó là vậy, chỉ có cái tội cái phước, thiện ác đi mang theo. Bởi chúng ta nói phước và tội, thì cái chữ tội chúng ta nghe nó nặng quá, chứ chưa thật ra là tức là chúng ta cho rằng tức là cái thiện ác. Thế mà thiện thì quả thiện, mà ác thì quả ác, vậy thôi. Kết quả nó là quả ác. Và tất cả chúng sinh trên con đường trầm luân sanh tử nó là như vậy đó quý vị. Cho nên vì vậy á, không phải mà của cải của chính ta được phép. Đúng như vậy. Nhưng ta không phải chịu một cái sự khắc khoải gì mà người khác cho ta, hay là người ta mang tới tặng ta. Nhưng ta đã có lỗi với chính cái gì? Với một thiện duyên quá khứ. Xin lỗi, thiện duyên ở tương lai, cái quả của tương lai. Và chúng ta nhớ tinh thần của Đức Phật á, chúng ta hưởng phước như vậy là ăn lại đồ thừa. Ăn lại đồ thừa của quá khứ. Nhớ nhỉ? Nhai lại cái đồ thừa của quá khứ. Mà chúng ta không biết tạo một cái duyên mới. Dạ. Bởi vì cho nên á, nếu những người nào hiểu biết á, tạo cái thiện duyên, thiện nghiệp của mình tốt đẹp hơn nữa. Nếu đã thượng duyên thì tạo cho cái thượng duyên đó nó mạnh mẽ và nó tốt hơn, thì cái điều này chính là một điều tốt lành. Chúng ta may mắn được sanh ra đời là một con người hiểu biết được Phật pháp, cho nên chúng ta phải năng làm các công đức, chứ không phải vì gì cái sự sân hận, giận hờn, bực bội, khó chịu, ganh ghét mà chúng ta để lại cho chúng ta một cái điều đau khổ. Đã đau khổ là đau khổ hơn, tức là từ chỗ tối đi đến chỗ tối hơn nữa. Còn ở đây chúng ta tu sáng, chúng ta biết đi đến chỗ sáng hơn. Chứ còn không, chúng ta có phước đó, nhưng chúng ta từ chỗ sáng này thì chúng ta tiếp tục đi đến chỗ tối, khi chúng ta không có biết buông bỏ, không có biết chia sẻ, ban phát, mà chúng ta chỉ biết thụ hưởng một mình. Thụ hưởng hoặc là chúng ta dùng lên một cái phước báo đó để chúng ta tự mãn với chính mình, hay là tự cảm với chính mình, và tự sử dụng một cách tức là không có kiểm soát đó, thì chính chúng ta cũng đã đánh mất một cái thiện duyên ngay trong kiếp này mà ta được có. Dạ, kính bạch hòa thượng, đây chính là cái ý nghĩa của con là vậy. Nếu có điều cần bất túc từ kinh cung thỉnh hòa thượng tham mô một thời gian. Sa thủ kính trường thượng tọa Trời Quyền với câu thảo luận vừa rồi. Quý vị để ý thấy rằng chúng tôi có hỏi thượng tọa Pháp Tân và thượng tọa Trời Quyền một số các câu hỏi. Trong những câu hỏi này, chúng tôi cố tình đưa quý Phật tử đi vào trong một lúc cả hai cái thế giới, gọi là quy mô và vĩ mô. Vĩ mô là cách nói của Thắng Pháp Tạng ở đây, và quy mô là chúng ta đề cập đến kinh tạng, ý nghĩa tổng quát ở bên ngoài. Khi mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta nên cố gắng cẩn thận, rất cẩn thận về điểm này. Cẩn thận về điểm nào là chúng ta nói ở cái bối cảnh nào. Chứ nếu không có thì chúng ta đôi khi chúng lấy cái này mà chụp với cái kia. Mỗi một góc cạnh, mỗi một cái nhìn, nó có mang một ý nghĩa khác nhau. Đôi khi cái thế giới vĩ mô cho chúng ta biết những điều hoàn toàn khác với cách nói đại loại bình thường. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương Chư Tôn Đức đã vào Rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta có môn tương ưng bộ, bởi vì giảng sư là thượng tọa Pháp Tân.
hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Nhất Đẳng đã từ bi biên soạn giảng giải bài học ngày hôm nay để chúng con được hiểu và học hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt sẽ yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cư chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thượng tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.